em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua em thông báo với anh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? Em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. Rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là bây giờ cho hai người gặp nhau đi anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Xin chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món quà. Đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến. Đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em. Em xinh tươi như anh khen mỉm cười. Đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở. Mái tóc liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ. Đi bên nhau cùng nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ. Em xinh đẹp như tiên nữ trần gian. Hay quá. Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. Anh ơi cho em hỏi một câu này. Anh ở giờ bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy. Anh có về thăm em không? Anh có chụp quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. Dạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? Dạ. Em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian.